Hello, chào mọi người. Chào Nguyễn Thanh Tuấn nha. Để đông đông chút xíu là hôm nay là ngày đại lễ 30 tháng 4 nha. Rồi chào Quỳnh Thị Nghĩa. Bữa nay thì thực sự mà nói ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, những cái điểm vui chơi thì khỏi nói rồi, những cái điểm mà tập trung như là tao đàn rồi nhà văn hóa thiếu nhi rồi những cái nơi khu vui chơi du lịch thì nó quá đông rồi, mình không cần giải thích. Hôm nay mình đi từ tối hôm qua là đi tối hôm qua để đi kiếm một cái nơi vắng vẻ mà chúng ta mà tính ra đường đi ra La Ghi, hiện giờ đang ở La Ghi và tính đi ra Vũng Tàu mà lại chen chân không lọt lại về La Ghi, hầu như những cái chỗ nào nó cũng đông kịt người. Và hiện giờ mình dẫn mấy đứa nhỏ, cháu ngoại, rồi có thằng em nó chở mình đi. Đây cho mọi người coi, đây là cái resort gì này Vũ? Resort Bảo Anh. Đây đang ở đây cho nó mát, cho nó thoáng mát ha. Ở đây sau nó có mấy cái bộ dáng giống như ở bên Trùng Châu vậy ta. Đây chỗ mọi người đây. Đây là sân chơi của mấy đứa nít, mấy đứa cháu. Đó. Hầu như là tất cả các nơi ở thành phố Hồ Chí Minh mà những cái điểm vui chơi á là đều đông nghẹt cả. Thì mình mới nói mỗi câu cảm nhận thì các bạn thấy xe hơi của Việt Nam không? Đây là những người khách mà đi vào du lịch mà ở Vũng Tàu không có chỗ là chạy ra đây nè. Đó. Xe hơi đầy nhóc, đầy đến mức sợ luôn. Và nó có một cái điều ở đây nó có một cái điều rất là lý thú. Mất từ đây rồi quay. Đây nó có một cái điều rất là lý thú là cái cao tốc mà mới vừa khánh thành hôm nay là cao tốc Phan Thiết á. Nó kẹt cứng ngắc luôn. Nói chung là ở đâu nó cũng kẹt xe cả. Tất cả mọi người đều đi chơi. Thực sự mà mình thấy thiên hạ đi vui, từ già đến trẻ, từ bé cho đến lớn, trai thanh gái lịch gì, quá trời quá đất luôn. Ở đây thực sự cái resort này mình không biết tên, chắc là quán, nhưng mà hôm nay nó cũng đông. Đây là mình chỉ ngồi đây thôi cho nó mát. Trời hôm nay vào ngoài này mà nó vẫn còn nóng, thì trong thành phố Hồ Chí Minh đó là nó còn nóng dữ nữa. Bởi vậy cho nên ra cái ngày lễ này người ta lợi dụng, người ta đi ra những cái nơi mà biển nè, rồi hồ bơi nè, những cái resort ngoài thành phố. Địa điểm ở đây là địa điểm ở La Ghi. Đó, giờ đây có những nhiều cái resort lắm, thì vào cái resort này cho mấy nhỏ nó tắm. Thay thế bởi vì ra ngoài biển không được, cho nên vào đây. Đó. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nước trong xanh, đây nước này, đây nước ngọt các bạn, nước biển nước ngọt. Nước ngọt. Nước ngọt hả? Cái hồ nước ngọt hả? Đã. Xanh lè. Nước. Ở đâu? Đang đứng đây em thấy nè. Đâu? Đó, người ta đang tắm biển ngoài đó kìa. Đi ra luôn hả? Đi ra được luôn hả? Đây tắm biển mà. Ok. Thấy chưa? Đây là một cái đây tao đâu có biết đâu, trời ơi thằng quỷ này nó mới nói tao mới biết. Đây là một cái resort nằm gần biển, nhưng mà ở đây là bãi biển La Ghi nha, chắc không phải là bãi biển Vũng Tàu nha. Bãi biển La Ghi thì nó cũng còn hoang sơ lắm, hôm trước có đi một lần, nhưng mà cái điểm là điểm khác. Đúng rồi, ông có chính chị chứ anh em thì cái mệt, mình về đây mình hưởng thụ mà, tội gì phải làm những cái chuyện rười bu mệt. Mà đã lên làm chính trị chính em là phải ăn nói cho nó chính xác, mẹ ăn nói tào lao không biết lao không, đúng không mọi người? Đây
mình về mình đi chơi mà. Tội gì dính láng dáng cho ba cái vụ đi, chết mệt chắc. Wow, đây. Đây, tất cả mình thấy chưa? Thấy chưa? Đây là cái bãi biển ngày xưa là cũng không có được đông lắm đó. Mà bữa nay nó cũng đông nè. Quá trời đông. À, ngộ ra bên đây có cái xe bò nữa. Ờ. Đây, bãi biển là ghi đây. Xe này gì đây? Xe du lịch hả? Xe du lịch nữa có chờ mua hải sản nó đó hả? Đây, bãi biển là ghi đây. Đây. Đây, ở bãi biển này nó ngộ quá. Bãi biển này có xe bò đi chở du khách đi đó kìa. Bãi biển này thì rất là nguy hiểm, cho nên ra mình thấy hư vắng người bơi, cũng có người bơi nhưng mà không có dám đi ra đường. Ở đây vắng người, nhưng mà như vậy là hôm nay là bên bãi biển này là đông đó. Ô, bên kia, xa xa kia quyên có một cái đám dù, với có một cái đám nhà, bên kia đông hơn. Mỗi ngày đâu có đông dữ vậy, bên đây đông à. Bãi biển này là hồi xưa mình qua đây mình ăn đêm một lần rồi. Có nghĩa là bãi biển này thực sự mà nói thì nó vẫn khách vắng, nhưng mà hôm nay rất là đông. Ngày lễ nè, người ta đi ra người ta đông. Chưa chừng chút xíu nữa là có người nhà ra đây rồi đi luôn nha. Mình đi có bình cái không cái gần đâu. Thấy chưa? Anh thấy mọi người ăn đúng không? Đó, mọi người thấy chưa? Tất cả mọi người đây ở khu gì kìa, bãi gì mà chắc đông người ghê quá, đông quá trời ơi, đó đông. Cái những cái xe này chở khách đi du lịch tham quan rồi ghé những cái nơi mà để mua hải sản luôn đây nè. Hải sản ở đây nghe nó rẻ lắm mà ngon nữa. Chào anh. Có cái bài này nè. Mua hải sản vô rồi rửa luôn, làm quất luôn nha. Đây. Rất là đông. Rất là vui ha mọi người. À, thay là cái resort nào nằm đây mình không biết. Rất là vui ha. Anh ngồi đi chút đi. Ok. Rồi. Ở đây thực sự cũng cái đây là một cái khu resort là chắc có tư nhân thầu á ha, sao không biết, nhưng mà ở dưới kia có một bãi biển rất là đông khách. Cái bãi biển Lagi này đó, theo tôi biết là như nó vắng khách hơn những cái bãi biển khác, bởi vì nó còn hoang sơ, hồi xưa nó còn bò thả rong ở đây nữa, nhưng mà hôm nay là cái bò nó cải tiến rồi, nó có cái xe làm sao nó chở khách du lịch đi mua, đi vòng vòng để đi mua hải sản đồ, có lý quá ha, buồn cười. Bên này thì chung vào những cái nơi ở trong thành phố thì nãy tôi nói đó, những cái nơi mà coi như đông đúc người, ví dụ những cái khu vui chơi như Đầm Sen, các cái suối tiên là coi như chen chân không có lọt. Ta ra cái ngu gì ta vô đó, ta đi ra biển ta chơi, mà ra biển đây mà ra bảy rước bảy sai Vũng Tàu thì cũng không có chỗ nào mà để chen chân hết trơn. Thôi, ta khôn ta tìm nơi vắng vẻ, người ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm đến chốn lao sao. Ok, vậy ha. Ừ. Rồi có người nào lên nói chuyện cái dốc dốc qua chơi không? Chút xíu nữa về còn phải đi ăn nhậu nữa. Ở đây thì tôi với thằng em
chú Tuấn lái xe đi chưa mấy đứa nhỏ ra đây tắm biển. Nhà thì ở Long Khánh, ở Tà Lú, chỗ nhà bà ngoại. Bà ngoại đang chờ cơm, chờ nước để làm đồ nhậu ở dưới đó. À, thành ra những mình phải công nhận cái điều này là cái ngày 30 tháng 4 năm nay mình thấy rất là vui. Vui từ trong tới ngoài luôn, đi đâu cũng thấy vui cả. Và trên cái đoạn đường mà đi từ Sài Gòn ra ở Tà Lú ra Long Khánh đó ha, là đoàn đường, đoàn xe, đoàn đoàn xe máy, đoàn đoàn xe hơi chạy rợp trời. Hầu như hiện giờ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất là vắng. Một số thì họ về quê. Đúng là về quê. Thành ra thành phố nó hơi vắng. Nó vắng giống như Tết như Tết gì đó. Làm sao giống được vậy? Giống cảnh vô gia cư ở Mỹ hả? Còn lâu á, mẹ vô gia cư ở Mỹ mà được ngồi trên mấy cái sườn sọt này mà đi ăn tôm hùm thì mơ đi. Ở đây là người ta đi vui chơi, dân Việt Nam mình là vậy đó. Có nào gửi yêu cầu lên nó chốc hồi rồi ta đi về để chuẩn bị ăn nhậu rồi coi. Karaoke rồi nữa chứ. Cái bãi biển này ở nghe nó ở La Ghi là hải sản rất là rẻ mà lại ngon tươi nữa, bởi vì ở đây nó đánh bắt những con tàu mà đánh bắt xa bờ, người ta vào tới đây là người ta để đây ta bán luôn. Thành ra những con hải sản đây nó sống nhăn, nó sống từ cua ghẹ cho đến tôm mực thì nó sống nhăn hết trơn, rất là ngon. Cái bãi biển này thứ nhất, thứ ba, bãi biển hôm trước đi là bãi biển Cần Giờ. Đúng là bãi biển Cần Giờ, nó cũng vậy đó. Có nghĩa là cái bãi biển Cần Giờ thì đặc biệt là không có ai tắm được hết trơn, tụi nó đang tù lùi à. Còn bãi biển này thì ta tắm nhưng mà thấy ở đây cũng sóng lớn quá, sợ nhiều khi xuống dưới nó không được an toàn. Tại vì đó ta cũng ít thôi. Nhưng mà ta nghĩ chắc là buổi chiều chắc là cũng đông người tắm lắm. Mình nghĩ là vậy, không biết đúng không, tại vì ta không biết bơi. Ta xuống dưới ta sợ cho nên ta không biết bơi. Nói thẳng là vậy nhé. Mà khu chỗ này thì hơi vắng nhưng mà khu trên kia thì đông, khu nãy thấy liều bạc quá trời luôn. Và ở đây người ta có thể cho mượn, không phải là mình mua xong người ta nấu lại cho mình làm sao mình không biết. Ở đây nè, thực sự là mình được hưởng một cái mùa lễ rất là vui, đầy đủ ý nghĩa. Tất cả người dân đều vui chơi, nô nức. Và mình nhận xét một cái điều là hay càng về sau này người dân mình làm ăn có tiền hoặc là khấm khá thì cái lễ 30 tự nhiên nó lớn lên. Cứ mỗi người, có thể nói là tất cả mọi nhà đều trong, mình ở trong thành phố mà, mình ở Quận Giáp thì tất cả mọi nhà trong thành phố nó đều chuẩn bị cái buổi lễ này hết cả tuần trước rồi. Lễ này tao sẽ đi cái này, lễ này tao sẽ đi cái kia. Họ chuẩn bị đi chơi, vui chơi cả tuần lễ trước. Ví dụ, tao ra Nha Trang, tao đi ra Khánh Hòa, tao đi Lăng Thiết, tao đi đâu là họ chuẩn bị trước cả tuần lễ rồi. Thành ra tới cái ngày này là họ xách ba lô họ đi. Chính vì xách ba lô đi thì nó mới nghẹt đường. Mà nghĩ ở trong thành phố nó kẹt thì không nói làm gì. Còn ra đi đường, ra đây gọi là đường cao tốc, đường xa lộ chạy cho nó ấy đóng tiền đó. Mà nó còn kẹt cứng ngắc luôn mấy tiếng đồng hồ. Thì mày nghĩ sao? Thành ra có người... cái số người mà đi về quê rồi đi dã ngoại rồi đi du lịch đó, quá trời đông luôn, đông kinh khủng luôn. Rồi tao nói chơi, tao nói hôm nay là ngày đi biểu tình, tao giao từ nhỏ biểu tình ở trong thành phố rồi, còn tao đi chơi. Đó, đây là cái ngày hội của non sông, non nước về bùng một bối. Đúng nghĩa là cái ngày này là cái ngày thống nhất, một cái lễ thống nhất rất ư là một cái đúng nghĩa hơn là một cái ngày lễ thống nhất non nước hai miền Nam Bắc xung vầy. Đó là một cái điều toàn dân ai cũng mong muốn cả, thực sự là vậy. Chỉ còn mong sao đất nước mình thanh bình hạnh phúc, rồi người dân là làm ăn có tiền, tất cả mọi ngành nghề, vậy là hạnh phúc rồi. Rồi khi những mùa lễ mà nó ngộ lắm vậy ơi, ta thấy cái buồn cười lắm. Cái người Việt Nam mình nó chỉ lợi dụng cái lễ, bất cứ lễ gì là bắt đầu đi, bất cứ cái lễ gì lợi cái là bắt đầu túa ra đường đi. Vui lắm. Ủa chào ai ơi Việt, lâu quá mới gặp con. Giờ này bển sao rồi, nằm chờ queo phải không? Tao ở đây tao đang chơi phía hai hưởng chơi đã nè.
Có cái nào lên chơi không? Lên nói chuyện chơi không? Mình không có gì vui. Rồi ok, ai được á. Ở đây ngồi với cái hàng dừa, dừa này dừa gì không biết mà, dừa thấp lắm, dừa khoảng chừng có một thước mấy à, dừa lùng mà sao mà trái cũng sum xê lắm, cũng hay.